Đối với cái điều trị sẹo á, thì mình sẽ có nhiều cái cách để mình điều trị, quan trọng là cái vết sẹo đó là sẹo gì ha. Đối với sẹo lồi á, thì chúng ta sẽ có những cái dạng thuốc để mà giảm cái sự tăng sinh collagen dưới da. Thì thuốc này chúng ta hay gọi là viên corticoid đó, và thì nó vẫn là một cái mặt chất của corticoid, đó là triamcinolone, là một dạng để cho nó làm giảm cái sự tăng sinh collagen ở dưới da nha, và mặt chất này được cho phép tiêm nha. Cái thứ hai nữa là nếu như cái vết sẹo của chúng ta nó là dạng sẹo lõm thì chúng ta phải coi nó là dạng lõm dạng gì. Ví dụ như là sẹo lõm thì chúng ta sẽ có là sẹo đáy nhọn này, sẹo hình thùng này, hoặc là gọi là posca, rồi những cái sẹo mà gợn sóng gọi là rolling scar. Thì những cái sẹo đó nó tùy theo cái vấn đề sẹo trên bề mặt da mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Đối với những cái vết sẹo lõm nha trên bề mặt da, thì nếu như khi mà chúng ta bị mụn mất mà mụn mọc thành chùm ha, thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng đó là nó sẽ liên đới giữa những cái mô sẹo với nhau, và khi nó sẽ dính những cái mô sẹo với nhau đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lớp mỡ dưới da. Cho nên chúng ta thấy là có những cái trường hợp á mà bị sẹo mà bị sụp luôn cái phần mỡ dưới da, mà bạn nào đó đang xem livestream của bác sĩ nha, mà đang có sẹo á, chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ là cái vùng mà chúng ta bị sẹo lõm nhiều á, nó mất luôn mô mỡ, nó trũng hẳn luôn, thì đó là cái sự tiêu của cái mỡ dưới da. Và nếu như mà chúng ta để cái tình trạng tiêu mỡ dưới da mà chúng ta không xử lý á, thì cái mô sẹo nó lên không đẹp nha, tại vì nó không có yếu tố nuôi dưỡng. Đối với cái sẹo á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có nhiều dạng. Thứ nhất á, là sẹo lồi, thứ hai là sẹo lõm. Và những cái vết sẹo lồi, sẹo lõm này chúng ta lại phân biệt nữa, đó là sẹo màu gì. Ví dụ như là sẹo thâm, màu đen, màu sậm á, hoặc là cái sẹo đó vẫn còn đang là những cái sẹo đỏ, thì nó sẽ liên quan đến cái yếu tố lạnh thương ở bên dưới của cái mô sẹo nha. Và nếu như một cái sự lạnh thương đẹp á, thì cái vết thương sẽ khép bờ tốt. Nhưng mà nếu như một sự tăng sinh collagen quá mức, quá phát mà cái quá trình sửa chữa cái collagen đó nó không được tốt, thì cái vết thương của chúng ta nó sẽ trở thành sẹo lồi. Còn cơ địa sẹo lồi là như thế nào? Cơ địa sẹo lồi là khi mà các bạn bị một cái vết sẹo và cái bờ của cái vết sẹo đó nó bị mọc mô ra luôn, có nghĩa là nó sẽ quá phát một cách nó sẽ quá phát theo cái kiểu là cái cơ địa đó là nó sẽ bò ra ngoài khỏi cái vết sẹo đó, thì gọi là cái sẹo lồi ha. Còn đối với những cái sẹo mà sẹo phì đại, nghĩa là cái vết sẹo đó đó là nó đang nó bị to lên ở cái phần giữa, là sẹo lồi nhẹ, nó sẽ dễ điều trị hơn là những cái sẹo quá phát mà sẹo lồi mà nó có lan tỏa phần rìa, thì những cái cơ địa sẹo lồi đó thì chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt. Được nha em nha. Đối với những cái vết sẹo của body á, thì nhất là những cái vùng mà mình có thể mặc quần áo mình che được á, thì mình sẽ can thiệp mạnh một chút để cái vết sẹo của mình nó sẽ cải thiện nhanh hơn nha. Và vết sẹo này điều trị được, chỉ có những cái vết sẹo mà khi mà mình lồi á, thì mình sẽ gọi là cái tỷ lệ mà cải thiện nó rất là kém. Thứ nhất đó là sẹo của cái vùng trước ngực nha. Người ta cũng có những cái thống kê khi mà cái sẹo ở vùng xương ức á, thì cái tỷ lệ mà nó quá phát, nó lồi rất là cao, cho nên những trường hợp chúng ta bị mụn thôi, sẹo mụn cũng có thể gây ra một cái vết sẹo lồi và nó sẽ quá phát, nó rất là to. Cái thứ hai nữa đó là những cái vết sẹo ở những cái vùng bả vai ha. Bả vai là những cái vùng mà gần cái khớp cử động của chúng ta đó, thì những cái vùng như là người ta không có nọ, người ta không định được là lý do tại sao mà nó to như là vùng xương ức này hoặc là vùng bả vai. Nhưng những cái vùng khác như những cái vùng cử động thì người ta có thể nói rằng cái vết sẹo mà nó bị quá phát á, thì thứ nhất là đối với những cái vùng nào mà chúng ta hay tì đè, cái thứ hai nữa là những cái vùng đó là vùng da di động, thì những cái vùng đó là cái vết sẹo nó cứ được kích thích tới lui liên tục thì nó sẽ bị quá phát đó. Còn riêng hai cái vùng mà người ta không biết lý do tại sao đó chính là cái vùng cứ xương ức, cái thứ hai là vùng bả vai. Thực ra cái vùng bắp tay á, người ta cũng nói được là do là mình mặc áo quần á nó cạ ha. Còn cái vùng trước xương ức thì đúng kiểu là người ta cũng đã nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà người ta thấy là không biết lý do vì sao mà cứ bị cái vùng này nó rất là phát triển ha.